Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực đa sắc màu. Hôm nay mình vào bếp chia sẻ cho các bạn một cái món miến. Xin chia sẻ các bạn làm cái cách làm ở nhà và các bạn có gì thì các bạn sử dụng cái đấy. Miến này thì cũng được gọi là cái món miến quốc dân vì rất là dễ ăn và thông dụng ở trong những cái buổi tiệc, thôi nôi chẵn tháng, đám hiếu, đám hỉ, cưới, ma chay đều có hết. Nguyên liệu cũng dễ kiếm. Để làm được cái món miến này chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có miến rong. Hiện nay trên thị trường có rất là nhiều loại miến. Tuy nhiên các bạn nên sử dụng cái miến truyền thống của Việt Nam mình, không nên sử dụng cái miến biến tấu, màu sắc nhiều là một, thứ hai nó có cái vị ở trong đấy, xào nó sẽ không ngon và thứ hai nó sẽ bị nát, bị gãy. Miến rong này vẫn là cái miến thông dụng nhất, đơn giản như thế này thôi. Nếu các bạn muốn xào nhanh cái miến này thì các bạn sẽ sử dụng 50-50 nước nóng và 50 nước lạnh ngâm chung với miến. Còn nếu như các bạn có thời gian giống như buổi tiệc chuẩn bị hoặc là cỗ gia đình nghỉ dỗ ở gia đình mình thì các bạn ngâm khoảng tầm 3 tiếng là thoải mái xào rồi. Miến xong các bạn để vào một cái rá cho nó thật ráo nước, xào nó sẽ ngon. Bây giờ cái miến này đang còn dài, mình sẽ cắt cho các bạn nhé. Các bạn cắt đôi hoặc cắt ba thôi. Thường thường các bạn thấy người ta xào miến rất là nhanh. Lúc mà khách đi ăn tiệc, ta đang còn bận ăn nhậu, cuối buổi người ta về ăn miến thì cái lúc đấy miến đã khô và rất là cứng. Tiếp theo là sẽ có dầu lụa, lòng mề gà. Trong những buổi tiệc thì luôn luôn có gà luộc hoặc các món gà. Các bạn lấy cái lòng mề gà này các bạn tận dụng, bạn bóp nội tạng lòng mề gà, muối, chanh, sau đấy mình khứa vân tạo hình. Sau đấy mình mới đem đi trần. Mình sẽ tận dụng thêm cái nước luộc gà để mình xào miến các bạn nhé. Hành, tỏi, băm nhỏ, hai quả trứng, mộc nhĩ ngâm nở bằng nước nóng hoặc nước lạnh, rau mùi ta, hành lá. Dùng gà luộc này, nếu phần ức ít khi sử dụng thì các bạn lấy cái phần ức này các bạn xào cũng được. Măng này là măng khô, măng khô mua về thì các bạn ngâm và luộc qua thật kỹ để loại bỏ cái bẩn và cái chất đắng của nó đi, như làm cho măng nó mềm và tơi hơn để mình xé cho dễ. Củ cà rốt, gia vị thông dụng như mì chính, hạt nêm, tiêu xay, dầu hào, cân để mình cân cái gia vị lên. Còn các bạn nào không muốn dùng cân thì các bạn có thể nêm đến bằng thìa. Và một cái nạo bào sợi cà rốt. Đến với kênh của mình thì mình luôn tâm huyết là chia sẻ với các bạn cái công thức chuẩn từng gam. Dùng bằng thìa thì có lúc không chính xác, bởi vì lúc thìa vun, lúc thìa đầy. Và cái phần định lượng chi tiết công thức thì mình sẽ ghi ở trên màn hình cuối video để các bạn tiện theo dõi. Đầu tiên mình sẽ xử lý nốt một số cái nguyên liệu còn lại. Cà rốt mình bào sợi các bạn nhé. Mình bào sợi như vậy thôi để mình tạo cái màu sắc và cảm quan cho món ăn. Đây là những cái phần mắt của măng, nó rất là già mà các bạn bấm thấy mềm ăn được thì các bạn giữ lại. Đốt từng đốt của măng này nó giống như những cái lóng mía mà hầu như cái mắt nào đầu tiên của măng nó cũng già và rất là dai thì các bạn bỏ đi. Đấy, mình chỉ dùng cái phần bên dưới thôi các bạn nhé. Đấy, cái phần này bên trên nó dai lắm, ăn nó không được mà nhai cái này nó chỉ nhả bã ra thôi. Bạn có thể cắt như này hoặc là các bạn xé. Khi mà làm tiệc thì cái măng này mình nên tập trung đông người và mình xé một lúc luôn, xong mình để riêng ở đấy. Chứ đến lúc gần vào tiệc rồi mà xé thì rất là lâu các bạn nhé. Các bạn xé mỏng như này được. Tiếp theo là mộc nhĩ hay gọi nấm mèo. Các bạn cắt cái chân này đi. Các bạn sẽ đem đi rửa sạch và nó cát. Sau khi rửa sạch mình sẽ cắt mộc nhĩ thành sợi các bạn nhé. Dầu lụa, hành lá các bạn cắt mini. Rau mùi mình cũng cắt mini. Cho một chút gia vị hạt nêm vào đây được, không cần phải cho gia vị nhiều nhé. Mình cho vào đây một chút nước lạnh, một thìa cà phê. Thì trong lúc rán trứng, trứng được xốp hơn các bạn nhé. Mình sẽ bật bếp làm nóng chảo, cho dầu ăn vào. Đổ hết cái dầu dư ra nhé. Mình sẽ đổ trứng vào chảo. Kiểu rán trứng mỏng này thì rất giống kiểu làm bánh xèo, nên là cái đầu tiên nó hơi dày và nó không được mỏng. Cái tiếp theo thì nó mới mỏng các bạn nhé. Xin lỗi các bạn mà mình dùng tay mình rửa sạch rồi. Lật như này. Sẽ đem ra. Cho dầu ăn vào. Khi dầu ăn đã đặt đủ nóng, mình phi thơm hành tỏi băm. Hành tỏi đã thơm, mình cho lòng mề gà vào. Mộc nhĩ, măng xé sợi, ức gà xé. Còn lại hai nguyên liệu như dầu cắt sợi và trứng cắt sợi thì mềm quá, mình sẽ cho sau cùng lúc trộn miến các bạn nhé. Khỏi nó vỡ hết. 1/3 thìa canh mì chính, 1 thìa canh dầu hào đầy, cho vào đây chút nước kẻo nó cháy này. 1/3 thìa canh hạt nêm heo. Rồi mình sẽ tắt bếp và đem ra. Tiếp theo mình sử dụng một cái chảo sạch khác, bật bếp làm nóng chảo. Các bạn lưu ý chảo nhôm này nó không chống dính như các loại chảo chuyên dụng. Mình cho dầu ăn vào. Đối với các loại chảo inox nhôm các bạn đốt cho nóng này, nó sẽ sinh ra một cái lớp chống dính tự nhiên, khi nào mà bốc khói lên là được. Trong kênh mình đã chia sẻ mấy cái cách tô chảo rồi, trong đó có cái cách đặc biệt nhất là tô chảo nhôm mới mua, đốt thật nóng chảo, nó sẽ sinh ra một cái chất chống dính tự nhiên rất là tốt. Cho nhân vào trước để nó lấp đi cái độ bám dính của cái miến các bạn nhé. Tiếp theo là miến, đưa lửa về mức nhỏ thôi, đảo từ từ, mình cứ chêm cái nhân vào từ các bạn nhé, cho hết nhân vào luôn.
Lúc này các bạn sử dụng cái kỹ thuật dùng hai cái đũa kẹp vào như này. Các bạn xới đều tơi cái sợi miến ra. Mình sẽ nêm nếm lại trong này đã vừa ăn chưa. Sau đó mình sẽ cho tiếp gia vị các bạn nhé. Cho 1/2 thìa hạt nêm heo vào đây. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái mẹo kỹ thuật riêng của mình. Đó là trong những buổi tiệc thì thường thường có nước lục gà. Nếu không có nước lục gà thì các bạn có thể sử dụng nước xương cũng được. Nhưng mà nước lục gà thì nó ra cái váng mỡ. Mỡ gà nó rất là béo, làm cho cái miến của chúng ta ngon hơn, sợi miến nó bóng đẹp hơn. Hôm nay mình không có cái nước lục gà thì mình sẽ sử dụng cái nước xương này. Nó sẽ tưới đều này. Rồi mình sẽ đảo đều lên. Lúc nãy mình cho thêm hạt nêm heo thì các bạn khỏi cho thêm mì chính nhá, vì trong hạt nêm heo đã có mì chính đủ rồi nên là không cần cho nhiều mì chính các bạn. Tiếp theo cà rốt thái sợi mình cho vào luôn. Các bạn có thể quan sát thấy cái chảo của ta ít khi bị dính lắm, rất là khô và trơn. Tiếp theo là mình sẽ dàn ra. Rồi tiếp theo mình sẽ dùng phương pháp ủ. Các bạn rửa nước đều này, mình sẽ cho vào đây để lửa thật nhỏ và mình sẽ đậy vung lại. Đây gọi là phương pháp ủ và làm cho sợi miến nó mềm, không bị đứt, không bị khô lúc nguội. Có thể thấy là rút khô nước này. Đấy. Lặp lại cái bước này khoảng tầm 2 đến 3 lần các bạn nhé. Cách này tuy là lâu, những buổi tiệc thì ta thường thường làm trước xong người ta sẽ bỏ vào trong thùng xốp, giống như kiểu người ta ủ sôi ấy. Các bạn không lo bị chậm đâu. Tiếp theo mình sẽ rưới đều. Rồi mình sẽ cho một lượng nước vào đây. Nước trong này nó sẽ bốc hơi lên và nó sẽ nhỏ giọt đều xung quanh đây, làm cho miến nó mềm và rất mướt. Mình lại tiếp tục lặp lại. Các bạn có thể quan sát thấy cái sợi miến rất là mềm các bạn nhé. Có một loại miến rong màu nâu, các bạn làm lưu ý những bước này thì các bạn làm một lần hoặc là hai lần thôi, không là nó đứt nó gãy hết. Miến này thì các bạn có thể làm đến 5 lần 6 lần vẫn được. Làm để đảm bảo cái miến nó mềm nhất có thể và khi ra món cho khách, từ đầu buổi tiệc cho đến cuối buổi tiệc nó vẫn mềm. Món này thì mình đã làm rất là nhiều lần rồi, khách ăn rất là khen và nhiều người thậm chí còn xin về nữa. Các bạn đảo thật nhỏ lửa, đừng có nên đảo to lửa. Miến rất là tơi và khô, cũng không có dầu mấy. Chuẩn bị đem ra, các bạn tăng lửa lên mức trung bình. Mình đảo thêm một lúc nữa thì mình sẽ đem ra. Cuối cùng mình sẽ cho dầu lụa vào, trứng cắt sợi vào, hành và mùi. Mình sẽ đảo đều lên. Mình sẽ cho tiêu xay vào đây. Các bạn trộn thật đều và sau đó mình sẽ ra món. Rồi nếu như các bạn có hành phi thì các bạn cho một chút hành phi lên đây, ăn cho nó dậy mùi. Đây là thành phẩm của mình. Như vậy là mình đã chia sẻ đến quý vị và các bạn cái món miến xào tại nhà cũng như làm trong các buổi tiệc theo cách của mình. Hy vọng quý vị và các bạn thực hiện thành công với cái món ăn này. Nếu quý vị và các bạn mà thấy video của mình hay và ý nghĩa, hãy cho mình một like và ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để luôn nhận được những video mới nhất mà kênh của mình thường xuyên cập nhật. Cùng xin kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Rồi, bây giờ là đến bữa ăn của mình. Mời quý vị và các bạn thưởng thức cùng với gia đình mình nhé. Xin mời mọi người.